Xin chào quý cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay đang là ngày mùng 8 của tháng 5 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, bắt đầu của một tuần lễ Phật đản. Và như chúng ta đã biết, những ngày gần đây thì không khí Phật đản đã xuất hiện trên tất cả mọi nẻo đường của thành phố Huế. Cờ hoa, pano áp phích và đèn được treo rực rỡ trên khắp mọi nẻo đường. Sau một thời gian dịch bệnh thì tất cả mọi hoạt động trở nên bình thường. Năm nay cũng như mọi năm, lễ Phật đản được diễn ra bắt đầu từ ngày mùng 8 cho đến hết ngày 15 của tháng 4 âm lịch, chỉ ít phút nữa thôi. Thì sau lưng tôi tại bến thuyền Phú Vân Lâu sẽ diễn ra lễ khai mạc thắp sáng 7 đóa hoa sen trên dòng sông Hương. Và TA Channel xin phép quý cô chú và các chị là sẽ ghi lại một vài những cái hình ảnh đầu tiên được những cái diễn biến chính trong cái ngày đầu tiên của tuần lễ Phật đản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bến Phú Vân Lâu để chứng kiến cái lễ thắp sáng 7 cái đóa hoa sen khai mạc tuần lễ Phật đản năm 2022 Phật lịch 2566. Bây giờ mời cô chú các anh các chị, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phía bến thuyền Phú Vân Lâu. Xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lường bãi bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể Phật tử các giới. Hàng năm cứ mỗi lần mùa sen bắt đầu nở là dấu hiệu báo trước mùa Phật đản sắp đến, và tăng rằm tháng tư bắt đầu tròn là ngày có Đức Phật đản thân. Như vậy mùa Phật đản sẽ còn mài với mùa sen thơm và sẽ mài chói mãi, sẽ mài sáng chói mãi vẹn tăng sao xuất hiện. Cách đây 2566 năm, Đức Phật giữa lòng nhân loại đã biểu tượng cho những thành tựu khả tấn tối thượng của con người đối mặt với tất cả những thảm kịch của lịch sử. Với vô vàn nước mắt của chúng sinh, Ngài là ngọn đuốc không ngừng soi sáng để mở đường về thanh bình và chân lý. Cùng với bài bước chân đầu tiên tiếp xúc với mặt đất thơm, trong niềm vui hân hoan của nhân loại chào đón một bậc giác ngộ ra đời, tâm hồn người đã mở ra để đón nhận cùng lúc thông điệp của đấng đạo sư, bức thông điệp sáng chói của từ bi, trí tuệ và bình đẳng, một lô đồ về hòa bình và hạnh phúc. Thông điệp này là năng lực nhiệm màu để tiến hóa tâm thức chúng sinh khắp trên địa cầu đang bị khống chế bởi hận thù, tà kiến và phân biệt. Ba khả năng tạo nên gương mặt khổ đau bất an của thế giới. Hơn 2500 năm đã trôi qua, những lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đủ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời cho hàng trăm triệu người trên thế giới. Như lời Đức Phật dạy, chúng ta cần tỉnh thức trong chánh ngữ và chánh mạng, cần ý thức về những hệ quả của chúng đối với mọi người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần hiểu được tính tương duyên giữa các thành phần trong xã hội và coi trọng hạnh phúc của cộng đồng, của nhân loại như chính là hạnh phúc của bản thân. Đức Phật là bậc vị nhân văn hóa, khởi đi trong đau khổ của con người và hành hoạt vì hạnh phúc của con người. Giờ đây, giữa miền đất thần kín nổi tiếng, bên dòng sông Hương thơ mộng, tuy đơn sơ nhưng phóng nhuận rất hiền hòa mà cũng uy mãnh bất khuất của xứ Huế thân yêu, toàn thể tăng ni Phật tử đang hướng về Ngài để cử hành lễ thắp sáng 7 hoa sen, một biểu tượng Phật đản thiêng liêng của Phật giáo Huế đã đi sâu vào lòng người, mở đầu cho tuần lễ Phật đản Phật lịch 2566 năm Nhâm Dần 2022
cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình hết chiến tranh, dịch bệnh qua đi, chúng sanh an lạc. Cầu cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong tình thương và đường nhuần nhuyễn ánh sáng trí tuệ tuyệt vời của chư Phật. Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ thắp sáng bảy hoa sen trên sông Hương tối hôm nay, chúng con thành kính đảnh lễ và giới thiệu chư tôn giả phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự tại Huế, chư tôn giả phẩm chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng lão Hòa thượng Đạo hiệu Thích Đức Thanh, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế, chư tôn giả phẩm thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, các ban ngành trực thuộc Ban trị sự, các huyện thị, hội đồng điều hành học viện, trường trung cấp, các cơ sở trung tâm văn hóa giáo dục Phật giáo thuộc Giáo hội, chư tôn hòa thượng, chư thường tòa đại đức tăng ni đã quang lâm hiện diện trong buổi lễ tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thường tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo tỉnh, thành phố và các ban ngành trực thuộc, kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức cùng toàn thể Phật tử các giới, mùa Phật đản đang về, đại lễ Phật đản đối với Huế là một lễ hội văn hóa tâm linh, không chỉ được giới Phật giáo và đông đạo quần chúng Huế trông chờ, mà còn để lại những dấu ấn khó quên với tất cả những ai có dịp tham dự chứng kiến trải nghiệm văn hóa chữ Huế vào mùa sen nở tỏa ngát hương thơm. Cầu chúc liệt quý vị trọn hưởng một mùa Phật đản an lành dưới ảnh từ quang của Đức Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hà Thì Hiền Đàn Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Như vậy là đoàn xe diễu hành, đoàn xe hoa diễu hành để cúng dường Phật đản năm 2022, Phật lịch 2566 đã bắt đầu được diễn ra. Đi đầu là xe lưu trầm, tiếp theo là xe lầu chuông, tiếp theo là xe lầu trống. Xe hoa mang chủ đề Thánh Maga ứng mộng, xe hoa chủ đề Đức Phật đản sanh, xe hoa chủ đề Thái tử xuất gia, xe hoa chủ đề Hạng phục ma quân, xe hoa chủ đề Đức Phật thần đạo, xe hoa chủ đề Chuyển pháp luân, và cuối cùng là xe hoa với chủ đề Đức Phật nhập niết bàn. Đoàn xe gồm tất cả 10 xe sẽ bắt đầu từ Nhân Lương Đình và đi theo hướng cầu Gia Hội. A Channel xin được cảm ơn quý cô chú, các anh, các chị, các bạn đã theo dõi.